món ăn đường phố của Hà Nội đúng không? Mai cô sẽ được lên báo để nổi tiếng. Cô tên là gì? Làm đây bao năm rồi? Hỏi thật đi. Quảng cáo cho bán hàng mỗi người đi tìm đến gì đó. Đây là món trứng ngải cứu đường phố ẩm thực Việt Nam Hà Nội đó. Ngày có bán được bao nhiêu cái? Bán nhiều mà lúc thì tăng về 70 quả trứng á? Không gọi là kinh nhiều, 70 quả trứng một ngày. 70 quả thì buổi chiều chứ một ngày mà 70 quả thì ăn gì? Mười buổi chiều. Có lúc được, có lúc không, có lúc thê 30 quả ăn đó. Buổi gánh hàng rất là đơn giản. Nếu mà tính cả trứng vịt lộn nữa thì bao nhiêu quả? Đấy, cả hai loại chứ. Cả hai loại hả? Một loại ăn được từng đấy. Mai tạm dần trứng. Nói gì đó mình. Mà trứng này thu nhập cũng cao chứ không phải đùa đâu. Mỗi tội là vất vả gánh lên đi ngoài đường thôi. Đám này trong vòng 2 phút 2 đến 3 phút mới xong rồi. Đây là đĩa trứng ngải cứu đường phố rất là ngon.